Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác như sản phẩm bất động sản theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm. Nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số cho sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, nhưng vẫn đang gặp khó khăn để tự chuyển đổi số toàn diện. Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam, một ấn phẩm thường niên trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai. Báo cáo thực hiện dựa trên khảo sát 1.000 doanh nghiệp trên cả nước đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề như nông lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, giáo dục đào tạo. Theo báo cáo, có gần 40% doanh nghiệp có ngân sách để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số từ mức trung bình đến đầy đủ để tiếp cận các tư vấn và các giải pháp chuyển đổi số. Đây là kết quả khá tích cực so với năm 2021. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã có bước tiến về áp dụng các công nghệ số trong nghiệp vụ tiếp thị, phân phối, bán hàng đa kênh, giúp gia tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng công nghệ số tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Quá trình mà chuyển đổi số nó cũng là một cái quá trình dài và sẽ tốn kém những cái chi phí nhất định à, thì doanh nghiệp thường là à, cũng thiếu khó khăn về nguồn vốn hoặc là khó khăn về các cái hoạt động hỗ trợ khác à, khó khăn thứ ba mà chúng tôi có thể nhìn thấy được đấy là thường các doanh nghiệp nhỏ thì cũng không có được những cái đội ngũ hỗ trợ tốt mà thực ra trên thị trường hiện nay thì chủ yếu là các nhà cung cấp nhỏ lẻ mỗi nhà cung cấp sẽ có những cái giải pháp khác nhau và rất là khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt là khi họ kết nối các cái giải pháp với nhau với những thông tin được cung cấp báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình và xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam. Phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp và đưa ra những góc nhìn chuyên gia với một số bài học thành công của một số doanh nghiệp điển hình tiến hành chuyển đổi số thành công. Tổ chức đánh giá tín dụng Moody's cho biết lạm phát đã đi qua đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương và đang theo xu hướng giảm dần, trong đó có thông tin cụ thể về trường hợp của Việt Nam nguyên nhân chính hạ nhiệt lạm phát ở khu vực châu á là do giá dầu thế giới đã giảm khá nhiều từ đỉnh và giá lương thực thực phẩm cũng đã đi xuống về trường hợp của việt nam lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý i năm nay và sau đó giảm dần hiện nay nhiều yếu tố tác động đến lạm phát ở việt nam như giá thực phẩm giá nhiên liệu đồ dùng gia đình và chi phí xây dựng sắp tới khi có những thay đổi về giá điện việc kiểm soát lạm phát sẽ cần lưu tâm hơn theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp hoa kỳ Năm 2022, sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ qua hệ thống cảng biển Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam hiện có khoảng 25 tuyến vận tải đi Mỹ, chủ yếu tập trung ở hai bến cảng nước sâu là Cái Mép, Thị Vải tại Bà Rịa Vũng Tàu và Lạch Huyện, Hải Phòng. Việc kết nối trực tiếp các tuyến vận tải đi Mỹ đã giúp rút ngắn 1 phần 3 thời gian di chuyển. Cùng với đó, chi phí xếp dỡ, dịch vụ hàng hải cạnh tranh cũng tạo lợi thế để hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng. Cục hàng hải Việt Nam cho biết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy kết nối các môi trường số đối với hoạt động của cảng biển, từ đó giúp cho hàng hóa có thể đi nhanh nhất, thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất, thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất, từ đó thúc đẩy xuất nhập khẩu. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đây là quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được thực hiện nhằm giải quyết mục tiêu bảo đảm tưới cấp nước tiêu thoát nước cho nông nghiệp dân sinh các ngành kinh tế nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ứng phó với trường hợp bất lợi nhất góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông So với trước đây, nội dung quy hoạch đã tính toán cập nhật các dự báo về nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn tác động của các hoạt động khai thác nguồn nước, phát triển kinh tế xã hội tại thượng nguồn các lưu vực sông quốc tế và nội tại, kế thừa các cơ sở khoa học, kết quả nghiên cứu của các tổ chức trong nước, quốc tế liên quan đến các vấn đề lớn phức tạp tại từng vùng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý nhiều ý kiến rất có giá trị được nêu tại cuộc họp này đơn vị soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ, chọn lọc để bổ sung vào quy hoạch theo nguyên tắc có tính dự báo, tính định hướng, có thứ tự ưu tiên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, các nội dung đưa vào quy hoạch cần rõ ràng, tránh trường hợp có thể hiểu theo nhiều cách. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng hàng ngàn hecta lúa đông xuân. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu ứng, hạn chế thiệt hại. Hợp tác xã Diên Khánh gieo trồng 256 ha lúa nhưng đã có hơn 120 ha bị ngập sâu do mưa lớn. Nhiều đoạn đê nội đồng đã bị tràn và sạt lở, có nguy cơ ngập úng toàn bộ cánh đồng. Hợp tác xã Diên Khánh đã huy động máy móc cùng hàng chục xã viên khẩn trương gia cố các đoạn đê sung yếu. Sau khi bị uh, vừa đi, thì đối với ủy uh, ban là về cùng nhà hợp xã là tiến hành là xử lý là khắc phục là cái, uh, cái cả cân tắc cát và huy động là như vậy là hai máy múc và như vậy năm chiếc ăn lơ để tiến hành là vừa đổ đất để san lấp và hiện nay chúng tôi đã được san lấp là, là khóa được ngại đây là bốn trạm bơm vẫn hoạt động liên tục hai mươi bốn trên bốn nhưng mà công suất uh, lưu lượng được quá lớn công suất không uh, máy không thể là, là tiêu kiểu từ ủng kịp với cái điều kiện nếu thời tiết như hiện nay thì chắc chắn đối với chúng tôi sẽ khó khăn rất khó khăn trong việc tiêu úng. Thống kê ban đầu, toàn huyện Hải Lăng có hơn 1.852 hecta lúa đang ở giai đoạn chuẩn bị đẻ nhánh bị ngập sâu, có nguy cơ thiệt hại cao. Huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêu úng 24 trên 24. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là do mực nước trên sông Âu Lâu bên ngoài đê bao đang cao hơn so với đồng ruộng, có nơi cao hơn khoảng 0,5 mét nếu thời tiết tiếp tục mưa thì nguy cơ vỡ đê là rất lớn. Chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng giá của các cái đoạn đê xuống yếu để tránh tràn vào đồng ruộng. Đồng thời với đó thì huy động tổng lực các cái tràm bơm tiêu để tiêu úng. Để chủ động ứng phó bảo vệ tốt nhất cho cây trồng vụ đông xuân, ngành nông nghiệp quảng trị đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương vùng trũng triển khai các phương án huy động nhân lực hộ đê huy động máy bơm tiêu úng để bảo vệ đồng ruộng, đặc biệt bố trí người trực tại các cống điều tiết, gia cố các đoạn đê sung yếu. Những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện lớp sương mù dày đặc, nhất là thời điểm sáng sớm và ban đêm, ảnh hưởng đến an toàn bay của các hãng hàng không, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh phải hủy chuyến, hạ cánh sân bay khác hoặc khởi hành chậm hơn so với lịch, lịch, lịch trình ban đầu. Thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 2, thời tiết sương mù đã khiến 24 chuyến bay tại sân bay Vinh bị hủy chuyến, 10 chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh đến sân bay khác. Đặc biệt có trên 60 chuyến bay bị chậm chuyến, delay nhiều tiếng đồng hồ. Để đảm bảo an toàn bay, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh yêu cầu các hãng hàng không theo dõi sát tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay, chọn thêm sân bay dự phòng. Trường hợp các chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết, các hãng phải chủ động thông báo sớm, nói rõ nguyên nhân tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển và đảm bảo quyền lợi của hành khách theo quy định. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, phải tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc. Viện Viễn Đông Bắc cổ là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý. Mới đây, khoảng 57.000 ảnh tư liệu lịch sử thuộc quyền sở hữu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và hơn 10.000 ảnh của Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp đã được trích dẫn cụ thể cho phép xem trực tuyến từ mọi nơi. Đây là những bức ảnh tư liệu được chụp trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1980, mỗi ảnh đều đi kèm những chú thích với thông tin liên quan cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm. Kho ảnh tư liệu của Viện Viễn Đông Bắc cổ còn chứa các tư liệu khoa học về các di tích các cuộc khai quật khảo cổ học, nghi lễ tôn giáo, hiện vật bảo tàng, tài liệu sao in, ảnh chụp từ không trung, đặc biệt các bức ảnh chụp các di chỉ, hiện vật khảo cổ, các quá trình khai quật, khu vực khai quật tại một số vùng miền ở Việt Nam hơn 3.000 ảnh, ảnh chụp các di tích văn hóa, di chỉ hiện vật nghệ thuật trăm, các tháp ở thánh địa Mỹ Sơn hơn 2.000 ảnh, trong đó có ảnh một số tháp hiện nay không còn nữa là những tư liệu lịch sử rất có giá trị đối với công tác nghiên cứu. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Nội vụ Dorin Rysin làm thủ tướng mới của nước này với 62 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này. Trước đó, ông Dorin Sirin đã đứng ra thành lập chính phủ lâm thời, đồng thời cam kết phục hồi nền kinh tế của Moldova và vạch rõ lộ trình đưa Moldova trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Ông Rysin cho biết ông có kế hoạch tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên EU cho Moldova. Các ưu tiên trong chính phủ mới, ông sẽ tập trung vào những khía cạnh trật tự, kỷ luật, hòa bình, ổn định và thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế. Hôm 10 tháng 2, Thủ tướng Natalia Gavrilita thông báo từ chức sau 18 tháng cầm quyền đầy sóng gió với bất ổn kinh tế và các tác động từ chiến sự ở Ukraine. Chính phủ Moldova cũng sụp đổ sau thông báo từ chức của bà Gavrilita. Đất nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với 2,5 triệu dân này đã chịu lạm phát tăng vọt và căng thẳng do dòng người tị nạn Ukraine. Moldova cũng chịu cảnh bị cắt điện sau khi hạ tầng năng lượng Ukraine bị phá hủy và phải chật vật để thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tối qua, theo giờ Việt Nam, Lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được một người phụ nữ 42 tuổi ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Karaman Maras sau 258 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước. Kỳ tích này đã tiếp tục thắp lên hy vọng dù mong manh rằng vẫn có thể tìm thấy những người may mắn còn sống sót. Trong đoạn video do cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ công bố, các đội cứu hộ đã khiêng người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát trên một chiếc cáng phủ chăn giữ nhiệt. Nạn nhân may mắn này là chị Neslihan Kilik, 42 tuổi, và đã sống sót dưới tòa nhà đổ sập trong suốt 258 giờ, cho tới khi được tìm thấy. Người nhà của nạn nhân cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho hậu sự của người thân sau hơn 10 ngày mất tích trong thảm họa. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, đã nghe thấy giọng của nạn nhân vang lên từ dưới đống đổ nát của tòa nhà. Chồng và hai con của Kilic hiện vẫn mất tích. Tính đến 20 giờ ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tổng số 36.187 người tử vong và 108.061 người bị thương. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ngày 16 tháng 2 cho biết, nước này đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia trên thế giới, trong đó các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới hơn 70% số chuyến bay tăng thêm. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 2, bà Thương Khả Giai, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, sau khi hạ cấp quản lý đối với COVID-19 từ ngày 8 tháng riêng, thị trường hàng không dân dụng nước này đã phục hồi nhanh chóng do trùng với cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán. Trong mùa bay mới, thị trường vận tải hành khách nội địa của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi. Số chuyến bay dự kiến sẽ tăng trở lại và vượt mức trước đại dịch. Theo số liệu do quan chức này công bố, căn cứ vào tình hình thực tế của tuần trước, tức từ ngày 6 đến 12 tháng 2, Trung Quốc đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia. 98 hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài đã thực hiện tổng cộng gần 800 chuyến bay, tăng 65% so với thời điểm một tuần trước ngày 8 tháng riêng. Trong đó, số chuyến bay giữa Trung Quốc và 6 nước châu Á-Thái Bình Dương, gồm Thái Lan, Campuchia, Australia, Malaysia, Singapore và Việt Nam tăng thêm 226 chuyến, tương đương hơn 70% tổng số chuyến bay tăng thêm giữa nước này với các nước số lượng các thành phố, quốc gia và hãng hàng không có chuyến bay đến Trung Quốc đã phục hồi tương đương 25%, 64% và 80% trước đại dịch. Chuyển sang những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rất đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 tới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 21 độ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác như sản phẩm bất động sản theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm. Nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số cho sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn nhưng vẫn đang gặp khó khăn để tự chuyển đổi số toàn diện. Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam. Một ấm phẩm thường niên trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai. Báo cáo thực hiện dựa trên khảo sát 1.000 doanh nghiệp trên cả nước đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề như nông lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, giáo dục đào tạo. Theo báo cáo, có gần 40% doanh nghiệp có ngân sách để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số từ mức trung bình đến đầy đủ để tiếp cận các tư vấn và các giải pháp chuyển đổi số. Đây là kết quả khá tích cực so với năm 2021. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã có bước tiến về áp dụng các công nghệ số trong nghiệp vụ tiếp thị, phân phối, bán hàng đa kênh, giúp gia tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Việc áp dụng công nghệ số tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Quá trình mà chuyển đổi số nó cũng là một cái quá trình dài và sẽ tốn kém những cái chi phí nhất định. À, thì doanh nghiệp thường là à, cũng thiếu khó khăn về nguồn vốn hoặc là khó khăn về các cái hoạt động hỗ trợ khác. À, khó khăn thứ ba mà chúng tôi có thể nhìn thấy được đấy là thường các doanh nghiệp nhỏ thì cũng không có được những cái đội ngũ hỗ trợ tốt mà thực ra trên thị trường hiện nay thì chủ yếu là các nhà cung cấp nhỏ lẻ mỗi nhà cung cấp sẽ có những cái giải pháp khác nhau và rất là khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt là khi họ kết nối các cái giải pháp với nhau. Với những thông tin được cung cấp, báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình và xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp và đưa ra những góc nhìn chuyên gia với một số bài học thành công của một số doanh nghiệp điển hình tiến hành chuyển đổi số thành công. Tổ chức đánh giá tín dụng Moody's cho biết, lạm phát đã đi qua đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương và đang theo xu hướng giảm dần, trong đó có thông tin cụ thể về trường hợp của Việt Nam. Nguyên nhân chính hạ nhiệt lạm phát ở khu vực châu Á là do giá dầu thế giới đã giảm khá nhiều từ đỉnh và giá lương thực thực phẩm cũng đã đi xuống. Về trường hợp của Việt Nam, lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý 1 năm nay và sau đó giảm dần. Hiện nay, nhiều yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam như giá thực phẩm, giá nhiên liệu đồ dùng gia đình và chi phí xây dựng. Sắp tới, khi có những thay đổi về giá điện, việc kiểm soát lạm phát sẽ cần lưu tâm hơn. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, năm 2022, sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ qua hệ thống cảng biển Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam hiện có khoảng 25 tuyến vận tải đi Mỹ, chủ yếu tập trung ở hai bến cảng nước sâu là Cái Mép, Thị Vải tại Bà Rịa Vũng Tàu và Lạch Huyện, Hải Phòng. Việc kết nối trực tiếp các tuyến vận tải đi Mỹ đã giúp rút ngắn 1 phần 3 thời gian di chuyển. Cùng với đó, chi phí xếp dỡ, dịch vụ hàng hải cạnh tranh cũng tạo lợi thế để hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng. Cục Hàng hải Việt Nam cho biết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy kết nối các môi trường số đối với hoạt động của cảng biển, từ đó giúp cho hàng hóa có thể đi nhanh nhất, thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất thận tiện nhất với chi phí rẻ nhất, từ đó thúc đẩy xuất nhập khẩu. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đây là quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được thực hiện nhằm giải quyết mục tiêu bảo đảm tưới cấp nước tiêu thoát nước cho nông nghiệp dân sinh các ngành kinh tế nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ứng phó với trường hợp bất lợi nhất góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông So với trước đây, nội dung quy hoạch đã tính toán cập nhật các dự báo về nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn tác động của các hoạt động khai thác nguồn nước, phát triển kinh tế xã hội tại thượng nguồn các lưu vực sông quốc tế và nội tại, kế thừa các cơ sở khoa học, kết quả nghiên cứu của các tổ chức trong nước, quốc tế liên quan đến các vấn đề lớn phức tạp tại từng vùng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý nhiều ý kiến rất có giá trị được nêu tại cuộc họp này đơn vị soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ, chọn lọc để bổ sung vào quy hoạch theo nguyên tắc có tính dự báo, tính định hướng, có thứ tự ưu tiên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, các nội dung đưa vào quy hoạch cần rõ ràng, tránh trường hợp có thể hiểu theo nhiều cách. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng hàng ngàn hecta lúa đông xuân. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu ứng, hạn chế thiệt hại. Hợp tác xã Diên Khánh gieo trồng 256 ha lúa nhưng đã có hơn 120 ha bị ngập sâu do mưa lớn. Nhiều đoạn đê nội đồng đã bị tràn và sạt lở, có nguy cơ ngập úng toàn bộ cánh đồng. Hợp tác xã Diên Khánh đã huy động máy móc cùng hàng chục xã viên khẩn trương gia cố các đoạn đê sung yếu. Sau khi bị uh, vừa đi, thì đối với ủy uh, ban là về cùng nhà hợp xã là tiến hành là xử lý là khắc phục là cái uh, cái tiến, uh, cân tắc đất cát và huy động là như vậy là hai máy múc và như vậy năm chiếc ăn lơ để tiến hành là vừa đổ đất để san lấp và hiện nay chúng tôi đã được san lấp là, là khóa được ngay đây là bốn trạm bơm vẫn hoạt động liên tục hai mươi bốn trên nhưng mà công suất uh, lưu lượng được quá lớn công suất không uh, máy không thể là, là tiêu kiểu từ ủng kịp Xét với cái điều kiện nếu thời tiết như hiện nay thì chắc chắn đối với chúng tôi sẽ khó khăn rất khó khăn trong việc tiêu úng. Thống kê ban đầu, toàn huyện Hải Lăng có hơn 1.852 ha lúa đang ở giai đoạn chuẩn bị đẻ nhánh bị ngập sâu, có nguy cơ thiệt hại cao. Huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêu úng 24 trên 24. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là do mực nước trên sông Âu Lâu bên ngoài đê bao đang cao hơn so với đồng ruộng, có nơi cao hơn khoảng 0,5 mét. Nếu thời tiết tiếp tục mưa thì nguy cơ vỡ đê là rất lớn. Chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng gia của các cái đê xuống yếu để tránh tràn vào đồng ruộng. Đồng thời với đó thì huy động tổng lực các cái trạm bơm tiêu để tiêu úng. Để chủ động ứng phó, bảo vệ tốt nhất cho cây trồng vụ đông xuân, ngành nông nghiệp Quảng Trị đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương vùng trũng triển khai các phương án huy động nhân lực hộ đê huy động máy bơm tiêu úng để bảo vệ đồng ruộng, đặc biệt bố trí người trực tại các cống điều tiết, gia cố các đoạn đê xung yếu. Những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện lớp sương mù dày đặc, nhất là thời điểm sáng sớm và ban đêm, ảnh hưởng đến an toàn bay của các hãng hàng không, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh phải hủy chuyến, hạ cánh sân bay khác hoặc khởi hành chậm hơn so với lịch, lịch, lịch trình ban đầu. Thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 2, thời tiết sương mù đã khiến 24 chuyến bay tại sân bay Vinh bị hủy chuyến, 10 chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh đến sân bay khác. Đặc biệt có trên 60 chuyến bay bị chậm chuyến, delay nhiều tiếng đồng hồ. Để đảm bảo an toàn bay, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh yêu cầu các hãng hàng không theo dõi sát tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay, chọn thêm sân bay dự phòng. Trường hợp các chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết, các hãng phải chủ động thông báo sớm, nói rõ nguyên nhân tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển và đảm bảo quyền lợi của hành khách theo quy định. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, phải tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc. Viện Viễn Đông Bắc Cổ là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý Mới đây, khoảng 57.000 ảnh tư liệu lịch sử thuộc quyền sở hữu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và hơn 10.000 ảnh của Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp đã được trích dẫn cụ thể cho phép xem trực tuyến từ mọi nơi. Đây là những bức ảnh tư liệu được chụp trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1980, mỗi ảnh đều đi kèm những chú thích với thông tin liên quan cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm. Kho ảnh tư liệu của Viện Viễn Đông Bắc cổ còn chứa các tư liệu khoa học về các di tích các cuộc khai quật khảo cổ học, nghi lễ tôn giáo, hiện vật bảo tàng, tài liệu sao in, ảnh chụp từ không trung, đặc biệt các bức ảnh chụp các di chỉ, hiện vật khảo cổ, các quá trình khai quật, khu vực khai quật tại một số vùng miền ở Việt Nam hơn 3.000 ảnh, ảnh chụp các di tích văn hóa, di chỉ hiện vật nghệ thuật trăm, các tháp ở thánh địa Mỹ Sơn hơn 2.000 ảnh, trong đó có ảnh một số tháp hiện nay không còn nữa là những tư liệu lịch sử rất có giá trị đối với công tác nghiên cứu. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Nội vụ Dorin Rysin làm thủ tướng mới của nước này với 62 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này. Trước đó, ông Dorin Sirin đã đứng ra thành lập chính phủ lâm thời, đồng thời cam kết phục hồi nền kinh tế của Moldova và vạch rõ lộ trình đưa Moldova trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Ông Rysin cho biết ông có kế hoạch tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên EU cho Moldova. Các ưu tiên trong chính phủ mới, ông sẽ tập trung vào những khía cạnh trật tự, kỷ luật, hòa bình, ổn định và thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế. Hôm 10 tháng 2, Thủ tướng Natalia Gavrilita thông báo từ chức sau 18 tháng cầm quyền đầy sóng gió với bất ổn kinh tế và các tác động từ chiến sự Ukraine. Chính phủ Moldova cũng sụp đổ sau thông báo từ chức của bà Gavrilita. Đất nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với 2,5 triệu dân này đã chịu lạm phát tăng vọt và căng thẳng do dòng người tị nạn Ukraine. Moldova cũng chịu cảnh bị cắt điện sau khi hạ tầng năng lượng Ukraine bị phá hủy và phải chật vật để thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tối qua, theo giờ Việt Nam, Lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được một người phụ nữ 42 tuổi ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Karaman Maras sau 258 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước. Kỳ tích này đã tiếp tục thắp lên hy vọng dù mong manh rằng vẫn có thể tìm thấy những người may mắn còn sống sót. Trong đoạn video do cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ công bố, các đội cứu hộ đã khiêng người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát trên một chiếc cáng phủ chăn giữ nhiệt. Nạn nhân may mắn này là chị Neslihan Kilik, 42 tuổi, và đã sống sót dưới tòa nhà đổ sập trong suốt 258 giờ cho tới khi được tìm thấy. Người nhà của nạn nhân cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho hậu sự của người thân sau hơn 10 ngày mất tích trong thảm họa. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, đã nghe thấy giọng của nạn nhân vang lên từ dưới đống đổ nát của tòa nhà. Chồng và hai con của Kilik hiện vẫn mất tích. Tính đến 20 giờ ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tổng số 36.187 người tử vong và 108.061 người bị thương. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ngày 16 tháng 2 cho biết, nước này đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia trên thế giới, trong đó các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới hơn 70% số chuyến bay tăng thêm. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 2, bà Thương Khả Giai, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, sau khi hạ cấp quản lý đối với COVID-19 từ ngày 8 tháng riêng, thị trường hàng không dân dụng nước này đã phục hồi nhanh chóng do trùng với cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán. Trong mùa bay mới, thị trường vận tải hành khách nội địa của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi. Số chuyến bay dự kiến sẽ tăng trở lại và vượt mức trước đại dịch. Theo số liệu do quan chức này công bố, căn cứ vào tình hình thực tế của tuần trước, tức từ ngày 6 đến 12 tháng 2, Trung Quốc đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia. 98 hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài đã thực hiện tổng cộng gần 800 chuyến bay, tăng 65% so với thời điểm một tuần trước ngày 8 tháng riêng. Trong đó, số chuyến bay giữa Trung Quốc và 6 nước châu Á-Thái Bình Dương, gồm Thái Lan, Campuchia, Australia, Malaysia, Singapore và Việt Nam tăng thêm 226 chuyến, tương đương hơn 70% tổng số chuyến bay tăng thêm giữa nước này với các nước. Số lượng các thành phố, quốc gia và hãng hàng không có chuyến bay đến Trung Quốc đã phục hồi tương đương 25%, 64% và 80% trước đại dịch. Chuyển sang những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 13 tới 21 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi nhiệt độ từ 14 tới 21 độ các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào rải rác nhiệt độ từ 21 tới 30 độ khu vực tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 17 tới 29 độ khu vực nam bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 21 độ.